Tên quái vật toilet khoan kia, người to gan dám dụ dỗ một speaker woman. Hôm nay bọn ta sẽ quyết bắt được ngươi, đem về cho chúa tể bọn ta xét xử. Lũ khốn kiếp, mau tránh ra, ta không bắt cô ấy, mà ta và cô ấy yêu nhau thật lâu. Làm ơn, đừng chia cắt chúng tôi. Anh ơi, em đau bụng quá, Chào đời rồi, hả? Gì thế kia, đằng kia có đánh nhau à? Con ơi, nhanh lên, mau chạy khỏi đây đi. Hả? Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy? Chết tiệt, bọn tao phải bắt hai đứa mày về chịu tội. Hả? Hình kia, speaker woman còn sinh ra một thứ tạp chủng nữa kìa. Mau, giết chết thứ tạp chủng đó ngay lập tức. Hả? Lũ khốn kiếp, đừng hòng đụng vào con của bọn tôi. Con ơi, con thật đáng yêu. Nhưng cha mẹ phải ngăn cản bọn chúng. Con mau chạy đi, nghe lời mẹ. Phải cố gắng tìm mọi cách tồn tại bằng được. Khát nước quá. Đây là đâu thế này? Mình đã lang thang suốt mấy tháng rồi, không biết cha mẹ của mình họ có sao không được. Tại sao lũ khốn kiếp đó lại chia rẽ gia đình của mình, đối xử với mình như vậy? Đằng kia có nước kìa, còn có cả trái cây nữa. Hay quá, mình phải lại đó ăn cho thật đã, uống cho thật nó. Ngon quá, thơm quá, đã khát quá. Đằng kia vẫn còn nữa kìa. Chưa bao giờ mình cảm thấy thoải mái như lúc này. Nào quá, đi xuống uống miếng nước. Mình phải cố gắng trưởng thành, cố gắng thật lớn, đủ sức mạnh. Phải đi tìm và cứu lại cha mẹ của mình khỏi lũ khốn kiếp đó mới được. Đã khát quá. Ủa, nhưng khoan, sao có mùi gì thâm thâm giống như mùi chuột chết vậy? Đằng kia là một cái xác kìa. Quý thần thiên địa ơi, là một người đầu máy uy tín to lớn, nhưng sao hắn lại chết ở đây? Nhanh kìa, đồng đội của chúng ta nằm chết ở đằng kia. Mẹ kiếp, chắc chắn thứ đó đã giết đồng đội ta, bọn ta sẽ báo thù. Là những người máy uy tín nhỏ hơn. Bình tĩnh đi, tôi không có hại đồng đội của các bạn đâu. Tôi chỉ đi ngang đây và thấy cậu ta đã nằm chết trước mà thôi. Cái gì thế này, một tên người đầu máy khoan à? Chết tiệt, chỉ có loài quái vật bồn cầu mới xuất hiện thế loại máy khoan thôi. Loài Skibidi Man của bọn ta chưa bao giờ nhìn thấy. Người chắc chắn là gián điệp của lũ quái vật bồn cầu tới đây để giết chết người đầu máy uy tín bọn ta. Lũ khổ kim, tại sao các ngươi vừa nhìn thấy ta đã căm thù ghét ta? Các ngươi cùng với cái bọn đã giết cha mẹ ta không khác gì, ta sẽ xé xác ăn luôn thịt của các ngươi. Cái chuyện gì thế này? Sao mình xé xác ăn sạch thịt của bọn chúng, mình lại biến thành to lớn thế này? Hay quá, không lẽ có thứ gì đó trong cơ thể của bọn chúng giúp mình phát triển hơn hay sao? Tuyệt vời cú mèo. Được rồi, mình cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, đến lúc đi tìm giải cứu cho cha mẹ của mình thôi. Bên này có gì không? Nếu không thì nhanh chóng qua bên kia kiểm tra đi. Phải canh gác cẩn thận đó. Kẻ nào tới vậy? Là những người đầu laser. Này, các người có nhìn thấy cha mẹ của ta không? À không, các người có nhìn thấy những kẻ đã bắt cha mẹ ta đi không? Này, kẻ lạ mặt kia, người ngu bẩm sinh hay là do người luyện tập mà ngu vậy? Sao người hỏi gì kỳ cục thế? Sao ta trả lời? Một tên người muối khoan à? Chết tiệt! Ta là người muối khoan thì sao chứ? Ta chỉ muốn tìm cha mẹ của ta thôi. Ta nhận ra ngươi rồi. Mấy ngày trước, loài Speakerman đã thông báo với loài bọn ta, nếu có nhìn thấy một thứ tạp chủng muối khoan thì phải giết chết ngay lập tức. Bởi vì cha của nó là một con toilet đầu khoan, đã dẫn dụ một Speaker Woman và làm cho bà ấy có bầu. Thì ra, ngươi chính là sản phẩm của cuộc vui chơi bất chính đó. Come on, ta không phải là sản phẩm của cuộc vui chơi. Ta là kết quả tình yêu của cha mẹ ta. Cha ta
là một toilet đầu khoang thì sao chứ? Ông ấy yêu thương mẹ ta, mới sống chung với mẹ ta, khiến mẹ ta mang thai vì ông ấy. Ông ấy không phải là một kẻ xấu xa. Còn mẹ ta là một người yêu thương chồng, luôn chung thủy với chồng. Tại sao các ngươi lại chia cắt họ? Rồi, nó không muốn giết chết ta nữa. Mẹ Kim, bởi vì là Skibidi Man và là Skibidi Toilet không đổi trời chung. Các ngươi vì sự cấm tu của mình mà tàn sát hãm hại gia đình ta. Vậy đừng có trách ta tiêu diệt lại gia đình của các ngươi. Chú ta ơi, chú ta upgrade Titan Laser Man ơi. Kể từ khi ngày chết, loài của chúng ta bị hất hủi, phải sống trong cái vùng sa mạc nóng nảy này. Chúng tôi đã tìm mọi cách, nhưng vẫn không có thể cứu sống được này. Chúa tể của bọn chúng đã chết rồi. Đúng là một lũ khốn kiếp. Bọn chúng chỉ là những Skibidi Man bị lưu vong mà thôi. Vậy mà to gan, lớn giọng, còn ăn hiếp một mình nữa chứ. Chơi ba cha mẹ của mình, khinh thường mình. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biến mất khỏi trần đời này luôn. Chết tiệt, chết tiệt. Là một tên real man to lớn, đừng cho hắn đụng vào cơ thể của chúa tể chúng ta. Đúng là lũ nhãi mép. Wow, đây là cơ thể tai tành chúa tể của bọn chúng hay sao? Thật to lớn. Liệu mình ăn lấy thịt của tên chúa tể này thì người mình có hấp thu thêm dinh dưỡng nào hay không? Wow, gì thế này? Quá đã, quá dữ, quá ngầu. Thật không ngờ, bây giờ mình có thể biến thành một tay thành real man. Được lắm, đến lúc rồi. Mình sẽ đi khắp nơi, tìm kiếm những kẻ, à không, những tên speaker man, giết chết bọn chúng, ép bọn chúng phải giao ra cha mẹ của mình. Cấp bao, thưa chúa tể Upray Speaker Woman, con chỉ không hay rồi. Từ dưới lòng đất xuất hiện những rung chuyển và những lỗ hổng vô cùng lớn. Cái gì chứ? Mày rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Wow, chú ta ơi, cứu chúng tôi. Là do ta gây ra cho các ngươi đó. Cuối cùng ta cũng tìm thấy lời của các ngươi, lũ speaker man khốn kiếp. Kỹ nào đi, sao ngươi lại vào lãnh địa của loài bọn ta để náo loạn thế này? Ồ, thì ra thủ lĩnh của loài speaker man lại là một upgrade Titan Speaker Woman. Khốn kiếp, có phải chính người đã sai thuộc hạ của mình ly tán gia đình của ta? Thật chết tiệt này, ngươi dám? Hả? Ngươi là một Titan real man. Chết tiệt, chỉ có loài quái vật bồn cầu mới có đầu khoan thôi mà. Đúng rồi, đã nhận ra rồi. Không lẽ ngươi là thứ tạp chủng của tên khốn kiếp đó? Và có con mụ Speaker Woman phản bội lại loài bọn ta? Đúng vậy, đó là cha mẹ của ta. Ta đã cực khổ trải qua muôn ngàn khó khăn, bây giờ đạt được cơ thể khổng lồ này, ta tới đây để bắt các ngươi giao ra cha mẹ của ta. Anh em, mau qua phụ giúp chúa tể của chúng ta đi. Thứ khốn kiếp này, cha mẹ của các ngươi bị bọn ta chia rẽ. Bọn chúng không chịu, nó đã tự sát cùng nhau chết lúc đó rồi. Cái gì? Không, cha mẹ của ta. Các ngươi làm hại họ. Vậy thì đừng trách ta. Ta sẽ tàn sát hơn các ngươi, xé xác các ngươi, giết chết các ngươi, để cho giống loài của các ngươi không còn một kẻ nào. Chết tiệt, ngươi không biết loài quái vật bồn cầu với loài Skibidi Man của bọn ta không đợi chơi chung. Vậy mà cha mẹ của các ngươi bỏ qua tất cả, dám đến với nhau, rồi còn tạo ra thứ lai chúng như ngươi nữa. Ngươi là sự sai lầm tội lỗi do bọn chúng tạo ra. Bọn ta đã giết trừ ngươi, để trừ hậu hoạn sau này. Come on, các ngươi có quyền gì mà ngăn cấm cha mẹ của ta? Các ngươi tự cho mình là giống loài Skibidi Man cao quý à? Được, kể từ nay, nếu ta còn sống, ta gặp bất cứ Skibidi Man nào, tao đi xé xác bọn chúng, để bọn chúng mãi mãi không còn tồn tại trên đời. Thì chết tiệt này, ngươi sẽ phải hối hận về những việc làm của mình. Rồi sẽ có rất nhiều tay tên Skibidi đến đây xé xác ngươi. Nếu các ngươi không muốn sống chung với ta, thì ta sẽ giết sạch các ngươi, để một mình ta sống chí tôn ở trái đất này.